Để xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện, thời gian qua, huyện Phù Cừ đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận trong giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao để triển khai các dự án. Hiện trên địa bàn huyện Phù Cừ đã và đang triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng với 37 công trình dự án có tổng diện tích khoảng trên 310 ha. Trong đó, có 10 dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định giao đất, diện tích giao là gần 90 ha. 8 dự án đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng như dự án cụm công nghiệp Trần Cao Quang Hưng, cụm công nghiệp Đoàn Đào, đất ruộng dự án đường Tân Phúc Võng Phan và các dự án khác của huyện như đường trục trung tâm huyện, các tuyến đường như DH85, DH86. Hiện huyện đã giải phóng mặt bằng khoảng trên 230 ha. Thời gian tới, huyện tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng liên quan tới đất mồ mả, đất thổ cư dự án đường Tân Phúc Võng Phan, dự án cải tạo cây đa và đề La Tiến. Ban đã phối hợp với các ngành và các địa phương tuyên truyền vận động nhân dân để nhân dân hiểu được cái lợi ích của dự án, xử lý kịp thời những cái kiến nghị, đề xuất những cái băn khoăn vướng mắc của các cái hộ dân, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công anh em làm việc theo xã, địa bàn và có cái mốc thời gian cụ thể, thực hiện theo cái phương châm là dễ làm trước, khó làm sau, và làm không kể ngày nghỉ, không kể giờ hành chính.